Năm 2023 sẽ là một trong năm có rất nhiều thay đổi mới liên quan đến công nghệ, đặc biệt là Wi-Fi 7. Tìm hiểu nhé. Wi-Fi 7 là một trong những bước tiến quan trọng tiếp theo và giống như các phiên bản tiền nhiệm, tiêu chuẩn mới hứa hẹn sẽ kết nối nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng quản lý nhiều thiết bị kết nối hơn một cách hiệu quả. Và những lợi ích này sẽ giúp cho chúng ta cấp được video chất lượng cao hơn, chơi game trên đám mây tốt hơn, cũng như là phục vụ trong các ứng dụng AR và VR yêu cầu dung lượng cao và độ trễ thấp. Wi-Fi 7 cũng là khắc phục tình trạng tắc nghẽn và nhiễu sóng, mang lại lợi ích hữu hình cho các khu vực có mật độ thiết bị dày đặc hoặc các mạng lân cận chồng chéo. Đây cũng là điều quan trọng với doanh nghiệp với các địa điểm quy mô lớn. Theo dự tính, các thiết bị và bộ định tuyến Wi-Fi 7 đầu tiên sẽ bắt đầu ra mắt vào năm 2023. Mặc dù bạn sẽ không thể cảm nhận được lợi ích của bộ định tuyến Wi-Fi 7 cho đến khi bạn có thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 7. Và trong tương lai thì cũng rất nhiều đối tác đã làm việc để tích hợp các công nghệ này vào các thiết bị. Ví dụ như Broadcom hoặc là MediaTek cũng đã công bố công nghệ Wi-Fi 7 này rồi. Và nhiều nhà mạng cũng sẽ cung cấp rằng chắc chắn họ sẽ công bố kế hoạch của họ trong những tháng tới khi chúng ta có tiêu chuẩn Wi-Fi 7 mới. Không hiểu các bạn có đang mong đợi để có thể sử dụng được Wi-Fi 7 hay không? Chứ mình thì đang rất mong đợi rồi đây. Và đừng quên bỏ lại một like và follow vào TikTok để không bỏ lỡ chung về công nghệ mới nhất nhá. Peace out.